Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, mới đây vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội xảy ra khiến dư luận không khỏi bức xúc trước sự manh động của đối tượng. Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi bắt cóc một bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên nhằm tống tiền 15 tỷ đồng. Trước đó đã có nhiều vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, trẻ em gây xôn xao dư luận có lẽ nhiều khán giả vẫn chưa quên vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh vào năm 2020. Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích vào chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020, khoảng 0 giờ 40 phút sáng mùng 2 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao bé Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh năm 2018, khu Phúc Toại, phường Cúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, cho gia đình sau một ngày mất tích. Cơ quan điều tra xác định nghi phạm bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cùng Đặng Văn Bằng, sinh năm 1987, trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cả hai đối tượng cũng được công an di lý từ tỉnh Tuyên Quang về trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu đã khai nhận quá trình phạm tội và liên tục nói rằng Đối tượng đã biết sai, rất ân hận về hành vi của mình. Theo đó Nguyễn Thị Thu khai có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Bằng. Trước đó vào tháng 2 năm 2019, Thu mang thai một bé trai và hứa với người yêu sẽ sinh con cho người này. Tuy nhiên sau đó Thu không may bị sẩy thai. Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình, mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới. Khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 8, Thu đi xe máy một mình đến công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và để xe ngoài đường. Sau đó, đối tượng đi bộ vào công viên, ngồi xích đu để quan sát xem có cháu bé nào thì sẽ bắt cóc. Tại công viên ngày hôm đó, tôi thấy có rất đông các bà mẹ trẻ em đến vui chơi. Khi quan sát, tôi chỉ nhắm vào những cháu trai để bắt cóc chứ không để ý cháu gái. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, khi quan sát một lúc, cháu Sa Bảo đang chơi mà không có người lớn trông coi, Thu liền lại gần và rủ cháu bé đi theo mình, Lần thứ nhất thu gọi thì cháu bé không đi theo. Đến lần thứ hai cháu bé đã đi theo nên đối tượng bế cháu ra lấy xe, rời khỏi công viên. Sau đó Thu đưa cháu ra bảo về nhà trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, mua đồ ăn, đồ chơi, quần áo mới và tắm rửa cho cháu bé. Sáng hôm sau, Thu đưa bé trai ra Hà Nội và bắt xe về Tuyên Quang tới gặp Đặng Văn Bằng. Khi Thu nói với Bằng đây là con của mình nhưng Bằng không tin và khuyên Thu mang đứa trẻ trả về cho gia đình. Trước câu hỏi về việc đối tượng có cho cháu bé uống thuốc ngủ, Nguyễn Thị Thu một mực khẳng định không làm điều này và cho biết khi bị bắt cóc cháu bé rất ngoan, không khóc lóc và đòi bố mẹ. Bên cạnh đó, Thu cũng cho biết bản thân không có mâu thuẫn cá nhân hay thù oán với gia đình cháu bé. Việc đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc chỉ để được gia đình người yêu đồng ý cho tổ chức đám cưới. Tiếp đó Thu khai nhận do điện thoại di động không vào mạng được nên không biết thông tin gia đình và nhiều người đang tìm kiếm cháu bé mất tích trên mạng xã hội. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, khi Thu đang ngủ cùng cháu Gia Bảo, thì công an ập vào bắt giữ và di lý cả hai về Bắc Ninh. Trước đó vào năm 2015, tại Phú Yên cũng từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng. Chiều mùng 8 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng, truy tố đối với hai bị can là Lương Anh Hào, 20 tuổi, và Nguyễn Tấn Dũng, 16 tuổi, cùng ngụ tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 2015, Huỳnh Tuyền, 17 tuổi, dẫn em ruột là Huỳnh Kim Ngọc Thảo, 4 tuổi, qua nhà bạn học cùng lớp là Nguyễn Tấn Dũng, cách nhà Thảo 20 m chơi. Chơi được một lúc thì Tuyền chạy về nhà lấy cơm qua để cho Thảo ăn. Lúc không có Tuyền, Dũng dụ dỗ cháu Thảo ra sau nhà câu cá, nhưng không câu cá mà dẫn cháu Thảo đến ruộng mía, cách nhà 500 m để Lương Anh Hào lấy băng keo quấn mắt, miệng và trói tay, và lấy bao tải chùm cháu Thảo. Sau đó, Dũng về nhà theo dõi tình hình, còn Hào bế cháu Thảo bỏ trong dãy đất trống gần đó rồi lấy xe đi về. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, rất may do trời mưa khiến nước thấm vào băng keo, nên khi Thảo dùng chân đạp vào băng keo trói trên tay thì nó tuột ra. Cháu Thảo liền tháo băng keo trên mắt, miệng, chân rồi tìm đường đi ra khỏi dãy mía. Đi một lát, cháu vào một nhà người dân ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, trên người có nhiều vết xước và được chủ nhà cho nước uống rồi được người đàn ông này đưa về nhà an toàn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ cháu Thảo kể lại, vào trưa cùng ngày, chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh thì nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông gằn giọng nói: "Bà nghe cho rõ đây, con gái bà đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn con gái bà an toàn thì đưa tôi một tỷ đồng tiền chuộc, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái của bà." Nghe tin như xét đánh ngang tay, chị Loan điện thoại về gia đình thì được biết bé Thảo đã mất tích gần một tiếng đồng hồ trước. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi thu thập chứng cứ cũng như lấy lời khai các nhân chứng, khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 8, công an huyện Sơn Hòa đã bắt khẩn cấp Lương Anh Hào và Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, di lý đối tượng Hào về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, dư luận cũng từng bằng hoàng trước vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2011. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có kết luận điều tra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang, can tội chiếm đoạt trẻ em. Theo khai nhận tại cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2009, Lệ quen anh Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1982, ở Đông Anh, Hà Nội năm 2010, anh tường đưa lệ về nhà bố mẹ ruột và sinh sống với cô ta như vợ chồng mà không tổ chức đám cưới. nảy sinh nhiều mâu thuẫn với nhà chồng vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên lệ thông báo với gia đình nhà anh tường là đã có thai con trai. gia đình anh tường tưởng thật nên đã thống nhất bỏ qua chuyện cũ và đồng ý để cả hai đi đăng ký kết hôn. trong thời gian này thỉnh thoảng lệ về nhà bố mẹ ruột ở bắc giang và nói dối là đi khám thai. đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011, sắp đến ngày sinh em bé. Không còn cách nói dối anh tường và gia đình anh nữa, nên lệ đã giả vờ xin phép về nhà mẹ để lấy đồ chuẩn bị đi sinh. Về Bắc Giang được 2 ngày, lệ xuống Hà Nội và nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai để làm con mình. Cuối tháng 10 năm 2011, lệ đã nhiều lần đến bệnh viện phụ sản Hà Nội và bệnh viện phụ sản Trung ương để quan sát, tìm sơ hở bắt cóc bé sơ sinh. Tuy nhiên lệ nhận ra rằng ở bệnh viện phụ sản Hà Nội, công tác bảo vệ và các phòng có trẻ sơ sinh rất chặt chẽ, không thể lấy được em bé quyết bắt cóc bằng được một bé trai, lệ đã đến bệnh viện phụ sản trung ương với lý do thăm người nhà. Lệ đã lấy trộm một chiếc áo blue, mũ của các y bác sĩ và ra ngoài mua khẩu trang y tế. Chiều mùng 3 tháng 11, nhân viên khoa sản 2 bệnh viện phụ sản trung ương, sau khi tắm cho bé đã mang con trả cho sản phụ tại phòng. Tuy nhiên chỉ 30 phút sau, một người lạ mặt đã đóng giả nhân viên y tế, đầu đội mũ trắng và bịt khẩu trang, đề nghị sản phụ đưa cháu bé để xét nghiệm. Sản phụ và người nhà cháu bé đã nghi ngờ và đề nghị đi theo nhân viên y tế cùng cháu bé nhưng đã bị khước từ và rất nhanh, kẻ làm mặt đã bế cháu bé ra khỏi bệnh viện. Chiều mùng 8 tháng 11, cháu Phạm Xuân Trường bị bắt cóc lúc mới 2 ngày tuổi tại bệnh viện phụ sản trung ương đã trở về với vòng tay yêu thương của người mẹ Trần Thị Thơm. Mặc dù phải xa mẹ đến 5 ngày nhưng cháu Trường nhìn vẫn khỏe mạnh và bật tiếng khóc oe oe trong vòng tay chị Thơm, khiến rất nhiều người chứng kiến cảnh mẹ con chị Thơm gặp lại nhau vô cùng xúc động. Theo thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc cho bé sơ sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương, tổng cục đã huy động công an nhiều địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội vào cuộc để khẩn trương truy tìm được cho bé sơ sinh bị bắt cóc. Còn thượng tá Đào Thanh Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết. Những ngày qua, nhiều trinh sát đã được tung xuống các xã phường để nắm bắt các thông tin cũng như ra soát tìm hiểu các dấu vết đối tượng khả nghi. Tội phạm bắt cóc trẻ em luôn được xếp vào loại tội phạm nguy hiểm bởi các đối tượng này sẵn sàng ra tay hạ sát con tin nếu không nhận được tiền chuộc hay biết tin người nhà nạn nhân gọi điện thoại báo cảnh sát. Liên tiếp các vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra khiến gia đình không khỏi bất an khi còn tiếp xúc với người lạ những thông tin mới nhất sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trên tạp chí việt times của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại